Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay là ngày 16 tháng 4 và cũng là ngày sinh nhật của Sơn. Và hôm nay thì Sơn có một chiếc hộp ở trên bàn, các bạn thấy đen lùi lùi này. Đây là một món quà hết sức bất ngờ mà Sơn không ngờ là hôm nay nó lại tới đúng ngày sinh nhật của Sơn. Đó chính là tanh 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 tanh. Các bạn có thấy cái gì không? YouTube. Thực sự thì trước đây một tuần ấy, thì Thái Sơn nhận được một cái thông báo nhận nút bạc khi mà mình đạt được 100.000 đăng ký ở trên YouTube. Nhưng mà người ta lại bảo là khoảng tầm 3 đến 6 tuần thì mới tới, mà không hiểu tại sao mới một tuần mà YouTube đã gửi tới. Chắc là YouTube biết sinh nhật của mình, mong là vậy. Và hôm nay mình sẽ bóc tem cái hộp này cho các bạn xem ha. Mình đã cắt trước rồi thì bây giờ mình sẽ bóc ra. Zoom vào. Đây là miếng lót. Các bạn thấy không? Đây là một cái thư của CEO YouTube Susan Wojcicki, cho là vậy đi. Đại khái cái này là cảm ơn các bạn đã chiến đấu tới cùng để đạt được 100.000 subscribe, và sau 8 năm ha, 8 năm đăng clip, gọi là thời gian đầu thì đăng cũng không quan tâm lắm, thì cuối cùng thì Sơn cũng đạt được 100.000 đăng ký. Và đặc biệt là sau khoảng thời gian Sơn đăng blog dạy beatbox thì cái lượt subscribe của Sơn tăng lên gấp đôi, thêm 50.000 nữa, đó là bây giờ Sơn được 100.000. Và chúng ta xem cái nút ha. Đây là bì ni lông, đây là chống ẩm. Và đây, nút bạc thần thánh của chúng ta. Hình như đây là một cái bản nâng cấp hiện đại hơn. Cái bản cũ thì Sơn nhớ là cái hình YouTube này nó lồi lên trên. Đó. Nhưng mà cái này các bạn xem, nó làm bằng inox rất là đẹp. Trên hình presented to Tyson Beatbox for passing 100.000 subscribers. Đấy. Và mặt này là gương, thì các bạn thấy người quay ở trong này. Rất là đẹp ha. Đây là một trong những cái món quà mà hết sức bất ngờ đối với Thái Sơn, và nó đẹp hơn Sơn nghĩ rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả các bạn, những người đã giúp Sơn đạt được 100.000 đăng ký. Các bạn chính là nguồn cái động lực để Thái Sơn có thể ra nhiều clip hơn nữa, để cống hiến hơn nữa, để mà chúng ta sẽ có những cái sản phẩm chất lượng. Và Thái Sơn mong tất cả các bạn hãy đăng ký và chia sẻ cái clip này, và cũng như là tất cả những sản phẩm tiếp theo, để Thái Sơn có thể đạt được nút vàng ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.